chuẩn bị năm học 2024-2025. Giao thời điểm này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục xây dựng, sửa chữa nhằm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, sẵn sàng chào đón học sinh vào năm học mới. Một trong các mặt công tác quan trọng chuẩn bị cho năm học mới là hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học. Vì vậy, ngay khi vừa kết thúc năm học 2024-2025, ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn ra soát, đánh giá toàn diện tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, để trình và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố nhằm sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm đầy đủ trang thiết bị dạy và học để phục vụ tốt cho năm học mới 2024-2025. Phòng giáo dục tổng hợp các đề xuất của nhà trường, rồi tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố lập đoàn khảo sát cơ sở vật chất trường học gồm các phòng ban liên quan như là phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài chính kế hoạch, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng để tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất của các nhà trường và từ đó là tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố bố trí vốn trong năm 2023 để kế hoạch sửa chữa trường học được sửa chữa trong hè 2024. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của phòng giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đã phân bổ kinh phí gần 32 tỷ đồng để sửa chữa cho 35 trường học trên địa bàn với nhiều hạng mục bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp, bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ cho công tác dạy và học của ngành. Tất cả các phòng học sửa chữa sơn sửa và gác nền, và đồng thời là sửa chữa các cái mái ngói đã bị mục và cũ rất là lâu. Hè 2024 này thì nhà trường được phê duyệt là xây mới hai cổng trường, thì đó cũng là một cái niềm vui của nhà trường. Thì trong hè 2024 thì trường Trung học cơ sở Vũng Tàu cũng được phê duyệt báo cáo cái sửa chữa và cải tạo một số các cái hạng mục của nhà trường. Cụ thể là cải tạo lại nền và vị trí ốp tường của tất cả các cái phòng học, thay thế cửa sắt nhà vệ sinh bằng cửa nhôm cường lực và xử lý các cái gạch bị bong chóc cục bộ tất cả các cái hành lang của nhà trường. Để việc duy tu sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp học, công trình phụ trợ đạt hiệu quả, Ban quản lý dự án thành phố Vũng Tàu với vai trò là chủ đầu tư đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tiến hành quy trình đấu thầu đúng quy định. Trong quá trình sửa chữa, ban đã yêu cầu các nhà thầu tập kết vật liệu đảm bảo chất lượng, đồng thời cử cán bộ kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình thi công. Và thường là hàng năm thì dịp hè là cái dịp mà để đẩy nhanh tiến độ để đưa các công trình trường học vào sử dụng cho năm học mới. Nên là ngay từ khi mà bắt đầu triển khai công trình thì ban đã thường xuyên làm việc với các đơn vị tư vấn giám sát thiết kế thi công cùng phối hợp và họp tiến độ hàng tuần hàng tháng để triển khai nhanh, thúc đẩy nhanh công trình để làm sao mà bàn giao kịp thời gian cho các cháu vào học trong năm học mới. Hiện các đơn vị thi công đang dùng sức để đảm bảo bàn giao công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng. Theo kế hoạch, trước ngày 10 tháng 8 phải hoàn thành. Thì với cái đặc thù của cái các cái công trình chống xuống cấp trường của mùa hè thì nó cũng ít thời gian, rồi nó cũng rơi vô cái mùa mưa, cho nên là các cái hạng mục ngoài trời thì nó cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên thì đơn vị thi công cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ để cho năm học mới các cháu và nhà trường có được cái công trình nó đảm bảo chất lượng. Đối với những công trình đặc thù về tiến độ, công ty có những biện pháp là tăng cường nhân lực. Cụ thể là đối với công trình cải tạo sửa chữa của mình là có hơn 50 công nhân. Ban chỉ huy công trình là hơn 10 người để đảm bảo tiến độ chất lượng của công trình. Cam kết là tiến độ đến ngày 15 tháng 8 là sẽ bàn giao cho ban nhà trường. Cùng với việc sửa chữa các trường học, năm học 2024-2025,
ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu đưa vào hoạt động 3 ngôi trường mới, gồm trường tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Dừa, trường mầm non Đại Dương Xanh, phường Thắng Nhất và trường mầm non Nắng Mai, phường 11. Chuẩn bị đón năm học mới, những ngày này, trường tiểu học Kim Đồng đang khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công, hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên trường lớp. Sau 2 năm xây dựng, đến nay, ngôi trường đã hoàn thành với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng đạt chuẩn quốc gia. Trường tiểu học Kim Đồng có diện tích 10.000 m2, quy mô 30 phòng học, đáp ứng cho 1.050 học sinh. Tổng kinh phí xây dựng là 126 tỷ đồng. Hiện nhà trường đã xây dựng kế hoạch sắp xếp lớp để ngay khi hoàn tất công tác nhân sự sẽ sẵn sàng đón học sinh đến học. Đến nay về cơ sở vật chất đã hoàn thiện và sẵn sàng là đi vào hoạt động cho năm học mới, và thời gian vừa rồi thì cũng đã cùng với các giáo viên được phân công về trường tiến hành dọn dẹp vệ sinh, và tiếp theo cũng trong cái thời gian tháng 8 này sẽ tiếp tục là dọn vệ sinh nữa để sẵn sàng đón các em vào năm học mới được tốt. Cùng với trường tiểu học Kim Đồng, hai trường mầm non Nắng Mai và Đại Dương Xanh cũng chính thức đi vào hoạt động với cơ sở vật chất mới. Sau hơn 2 năm thi công, hai ngôi trường mới gồm khối phục vụ học tập, khu hiệu bộ, bếp ăn, sân chơi, các hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.700 trẻ. Tổng kinh phí xây dựng hai trường là 110 tỷ đồng. Công trình vừa được bàn giao đưa vào sử dụng, giải quyết thực trạng thiếu trường lớp trong những năm qua. Để chuẩn bị cho năm học mới thì hiện tại bên công trình thi công đã tiến hành dọn vệ sinh sạch sẽ trường, lắp đặt sắp xếp các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Phụ huynh học sinh thì rất là hạnh phúc, phấn khởi vì từ nay con em của mình được chăm sóc và giáo dục trong một ngôi trường mới, rộng rãi, thoáng mát. Thiết bị dạy học thì rất là hiện đại, có nhiều không gian cho con được trải nghiệm, khám phá. Sau khi tiếp nhận nhân sự thì nhà trường sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên, nhân viên phù hợp với khả năng của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025 đang cận kề. Sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu tự tin bước vào năm học mới, quyết tâm nỗ lực hơn trong dạy và học, tạo thêm nhiều đột phá, gặt hái được nhiều kết quả cao hơn trong năm học mới. Thì cái việc mà cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường thì đã tạo được cái cảnh quan môi trường thuận lợi cho học sinh và đội ngũ giáo viên trong công tác giảng dạy. Ví dụ như phòng học sáng sủa, sạch sẽ và an toàn, thân thiện, giúp được tạo cho được nhà trường nâng cao cái chất lượng dạy và học, tạo được cái uy tín cho ngành. Được sửa chữa nâng cấp như vậy thì sẽ giúp cho các hoạt động của nhà trường như về chăm sóc giáo dục trẻ sẽ được an toàn hơn, đảm bảo hơn và giúp trẻ sẽ có những cái điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và phát triển toàn diện hơn và thuận lợi trong các hoạt động giảng dạy của nhà trường. Công trình chắc chắn là sẽ giúp cho nhà trường, cái cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, an toàn và thân thiện hơn, tạo được cái không khí vui tươi, phấn khởi trong cái công tác thi đua dạy học và trong cái công tác hoạt động của giáo dục của nhà trường, thì qua đó cũng góp phần được cái nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong thời gian tới.